Thiên Vương Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hộ của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trời vui lên, chúng ta cùng vui ca mừng ngày Con Chúa Giáng Sinh đã làm người để cứu độ chúng ta. Đó là bài ca nhập lễ, cũng là tâm tình của mỗi người chúng ta đến với Chúa qua thánh lễ tối hôm nay. Hồng ân Giáng Sinh là quà tặng cao cả mà chúng ta nhận đón được qua niềm vui, qua đời sống đức tin với những biểu tỏ của cuộc sống, những nỗ lực thiện chí mà chúng ta đã cố gắng chuẩn bị dọn lòng trong suốt mùa vọng này. Và niềm vui ấy hôm nay đến với chúng ta thật lớn lao khi chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng để cho Chúa đến ngự vào cuộc sống con người chúng ta, trở nên máng cỏ hang đá ấm cúng cho Chúa ngự. Ở đây để xứng đáng cầu hành thánh lễ, chúng ta cùng khiêm tốn nhìn nhận ra những tội lỗi thiếu sót và xin Chúa tha thứ cho chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thương nhân cùng Thiên Chúa toàn năng. Và Thiên Chúa, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và nhân đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Chúa thành thầm trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một là nguồn ánh sáng thật đêm soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dư thế được mầu nhiệm Giáng sinh soi dần, thì mai sau cũng được cùng con một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và huyên tri cùng Chúa, hiện nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài đọc 1. Bài trích sách ngôn sử Isaia. Vì lòng mến Sion, tôi sẽ không nín lặng. Vì lòng mến Jerusalem, tôi nghỉ yên sao đành. Tới ngày đứng công chính xuất hiện tựa hừng đông, vì cứu tinh của thần rực lên như ngọn đuốc. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ ràng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miệng huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Chúa ngươi cầm ở tay. Chẳng ai còn réo tên ngươi đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc xuyên đơn. Nhưng ngươi được gọi ái khăn lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Ngươi trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tết tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Ngươi cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Đó là lời Chúa.
hôm ấy, trong hội đường thành Antiochia, miền Pisidia, ông Phaolô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi nói: Thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây. Thiên Chúa của dân Israel đã chọn cho ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai Cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của người mà đem họ ra khỏi đó. Rồi người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David, con của Giê-xê, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giê-xu. Để dọn đường cho Đức Giê-xu, ông Gioan đã ra giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: Tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu. Nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho người. Đó là lời Chúa. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse cũng từ thành của mình là Nazareth miền Galilee lên thành David gọi là Bethlehem miền Judea, vì ông thuộc dòng tộc David. Ông lên đó khai tên cùng với Maria là người đã đính hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người ở đó thì Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc trong khăn đặt nằm nơi máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Nơi vùng ấy có những người chăn chim sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang người chiếu tỏa xung quanh, khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ: Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân.
hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ nhỏ sơ sinh bọc nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn phục vụ, cuộc sống của con người chúng ta được đan dệt bằng những niềm vui và những sắc màu của yêu thương, mà cụ thể nhất trong đời người Kitô hữu hôm nay là một dấu chứng của một tình yêu lớn mạnh, to tát và cao cả. Đó là như lời của sứ thần báo: hôm nay tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, đó là tin mừng cho toàn dân. Thiên Chúa đã sinh ra làm người để cứu độ chúng ta. Cuộc sống con người được thêu dệt bởi những niềm vui nhờ những sẻ chia trao ban, mà cụ thể nhất trong cuộc sống mà chúng ta nhận lãnh được là những món quà. Như những ngày này chúng ta thấy có những cánh thiệp gửi trao, trong đấy những nỗi niềm cầu chúc hay những món quà của mùa Giáng sinh, hoặc những áo quần sặc sỡ, những món quà của ngày Giáng sinh ấy càng thêm ý nghĩa giá trị khi tâm hồn cuộc sống của chúng ta được đan dệt, được chuẩn bị bằng chính sự khao khát thao thức cho cả một mùa vọng. Nếu như trong suốt mùa vọng chúng ta được các ngôn sứ Isaiah, Gioan Tiền Hô hay cả Đức Maria cũng là những con người đã làm sáng lên chân dung của Đấng Cứu Thế nơi cuộc đời của mình qua một sự mong đợi thao thức, một việc nỗ lực để dọn lòng, bạt đi những núi đồi của sự kiêu căng, những ích kỷ, lấp đi những hố sâu của sự gian trá, những lầm lạc bất chính. Thì ngày hôm nay chính niềm vui ấy lại càng lớn lao và to tát hơn nữa khi chúng ta đã chuẩn bị một cách xứng đáng cho niềm vui ấy được lớn mạnh và lan tỏa. Giáng sinh là lễ của niềm vui, của tình yêu. Và chính như ngôi lời nhập thể là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban gửi gắm cho con người, thì ý thức và khao khát ấy lại càng nhắc nhở chúng ta phải trân quý và bảo vệ, hiểu thấu giá trị của món quà ấy một cách đúng đắn phù hợp. Như dòng chữ Gioan chương 3 câu 16 trên phong hang đá chúng ta đọc thấy: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài, để ai tin vào người con ấy thì được ơn cứu độ. Chúng ta là những người Kitô hữu khi nhận lãnh niềm tin, đó là chúng ta đã cư mang, đã để cho Chúa sinh hạ và lớn lên trong đời người mình. Cuộc sống của mình càng triển nở và lớn mạnh hơn khi cùng hiểu biết được giá trị của niềm tin và làm cho ân nghĩa của Chúa triển nở và lớn mạnh qua đời sống đức tin, qua những nỗ lực sống theo giá trị của tin mừng. Nếu ngày mai chúng ta đi tham dự thánh lễ thì chúng ta sẽ còn thấy các mục đồng cũng hối hả chạy đến để gặp vua hài đồng nhỏ bé nhưng nghèo hèn.
đèn đã trở nên một con người rất khiêm hạ, rất nghèo khổ và đáng thương, để khi Ngài lấy hòn đá là máng cỏ làm ngai vàng, lấy máu ngai làm vương miện, là triều thiên cho triều đại, cho lý tưởng sống của mình, thì tất cả đời người Kitô hữu chúng ta cũng phải dõi theo gương của Đức Kitô, sống khiêm nhường, yêu thương, phục vụ, và phục vụ một cách vô vị lợi, một cách nhân không. Các mục tử, những người đang khao khát kiếm tìm mong gặp được Chúa, và hôm nay họ đã mãn nguyện. Niềm vui ấy to lớn và thúc bác để mời gọi nhắc nhở họ cũng lôi kéo giới thiệu Chúa cho người khác. Một hài nhi nhỏ bé đơn hèn rất là đáng thương, và việc mà chúng ta chiêm ngắm hài nhi trong máng cỏ, đấy là một việc kỷ niệm của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Và nếu những cử hành, những phụng vụ này sẽ qua đi mà không lắng đọng, không tích tụ lại trong đời người Kitô hữu, thì mỗi năm cử hành lễ Giáng sinh chỉ là một hình thức bề ngoài và chẳng ý nghĩa giá trị gì. Nhưng điều quan trọng và sâu xa, cao cả và giá trị hơn hết là làm cho Chúa nhập thể và lớn lên, sinh hạ trong lòng, trong cuộc sống mỗi người chúng ta, để Ngài trở thành một người như mỗi chúng ta, và trở thành một Giê-xu Nazareth trong con người nhỏ bé đơn thành. Nếu như xưa kia Đức Maria đã khiêm hạ đáp tiếng xin vâng để Chúa ngự vào lòng mình và hạ sinh cho nhân thế, thì ngày hôm nay mỗi người chúng ta vẫn có thể nhận đón và hạ sinh Chúa trong cuộc sống, trong con người của mình, qua bí tích Thánh Thể, qua đời sống đức tin, qua sự kết hiệp mật thiết nơi thánh lễ, nơi cử hành phụng vụ, nơi các bí tích mà chúng ta nhận lãnh, làm cho ơn Chúa triển nở, thôi thúc và hướng dẫn, điều khiển cuộc đời mỗi người chúng ta. Lễ Giáng sinh của năm nay mang một chiều kích đặc biệt, đó là lễ Giáng sinh của năm lòng Chúa thương xót. Chúng ta đã cùng với Giáo hội Hoàn Cầu để khai mạc năm thánh lòng Chúa thương xót. Khi Thiên Chúa yêu thương đã mặc lấy xác phàm, đã trở nên con người như mỗi chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, để yêu thương, để chăm sóc, để chia sẻ, để phục vụ, để xoa dịu những đớn đau, những lao nhọc, những khó khăn trong cuộc sống đời thường. Thì khi mỗi người chúng ta nhận lãnh hồng ân cao cả là quà tặng ân sủng ấy, thì chúng ta cũng phải để cho ân nghĩa Chúa được lớn mạnh, được phát sinh và được tràn trào đến mọi người mà chúng ta gặp gỡ từng ngày. Ước gì lễ Giáng sinh năm nay, trong bầu khí của năm lòng Chúa thương xót, chúng ta cảm nhận được rằng vì yêu thương nhân loại, yêu thương mỗi người chúng ta, mà Chúa đã nhập thể làm người để sẻ chia, để đồng hành, để nâng đỡ cuộc sống của chúng ta. Thì khi chúng ta cảm nhận và hiểu thấu điều ấy, thì chúng ta cũng phải nỗ lực sống làm sao để đáp trả tình yêu bao la vô bờ bến Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa hài đồng Giê-xu sinh lại trong tâm hồn, trong cuộc sống mỗi người chúng con, để chúng con cũng trở nên những trẻ nhỏ hài nhi Giê-xu trong chính điều kiện môi trường sống của mình, để cung cách yêu thương và những hành vi tốt lành thánh thiện của chúng ta ánh lên niềm vui bình an của sứ điệp mà Thiên Chúa trao gửi, là niềm vui
của việc con Thiên Chúa nhập thể làm người cứu độ chúng ta. Vì Ngài chính là Đấng Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tiếp tục thánh lễ hôm nay qua kinh Tin Kính. Và khi hát tới câu bảo phép Đức Chúa Thánh Thần, chúng ta bái gối cùng. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Của tình yêu cao cả,
luôn hướng dẫn các vị mục tử trong việc lãnh đạo dân Chúa. Trong đêm hồng phúc này, Đức Giêsu Kitô đem niềm vui đến an ủi những ai buồn sầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang buồn phiền vì bệnh tật, đang hụt hẫng vì gặp thất bại trên đường đời, sẽ tìm được niềm vui trong đêm Giáng sinh này. Trong đêm tràn ngập ánh sáng này, Đức Giêsu Kitô là ánh sáng trần gian, đến chiếu soi những ai đang còn ngồi trong bóng tối của tội lỗi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tình yêu của ngôi lời nhập thể giúp những người tội lỗi hoán cải đời sống của mình. Xin Chúa nhân lời chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Trong đêm tràn ngập niềm vui này, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban bình an cho hết thảy mọi người đang sống trên thế giới hôm nay. Xin Chúa cũng đón nhận những lời nguyện cầu chân thành của mỗi người chúng con dâng lên Chúa trong giây phút này. Lạy Chúa Giêsu hài đồng vì yêu thương Chúa đã giáng sinh làm người để cứu chuộc chúng con, xin cho tình yêu diệu kỳ của Chúa luôn hướng dẫn và nâng đỡ chúng con trong cuộc sống, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Xin mời cộng đoàn đứng. Xin anh chị em hãy cầu nguyện để lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận của lời chúng con cùng dân tiên trong đêm Giáng sinh này và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thế, xin cho chúng con được nên danh Đức Giêsu là Đấng đã phối hợp nhân tinh của chúng con với thiên tinh của Chúa trong chính bản thân người làm sống và hiến chi muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chứ đang là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm nơi lời nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Chúa là Thiên Chúa thật xuất thiên, thì nhờ người nuôi quân mà chúng con nên yêu đông vô hình. Vì thế cùng với toàn thể triều thần thiên quốc, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh oanh của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện một mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thời thứ ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chiều chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính yêu con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô, được Kitô nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiên toàn hội thánh trong đức mến cùng với đức giáo hoàng Phanxicô,
Đức Tổng Giám Mục Phao Lô và toàn thể hàng gia sư. Xin Chúa thương đón nhận những lời cầu nguyện chân thành của mỗi người chúng con dâng lên Chúa trong đêm cực thánh này, cho mỗi thiếu nhi chúng con biết ngoan hiền, sống hiếu thảo, sống đẹp lòng Chúa và vui lòng cha mẹ. Chúng con cũng dâng thánh lễ này cầu nguyện xin ơn bình an, cầu cho linh hồn Francisco, Maria, Anna và các linh hồn. Xin Chúa cùng với đơn anh chị em chúng con đang an nghỉ trong miền hy vọng sông Lao và mọi người đặc biệt, các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng kính thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương sau tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hơn sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, Thánh Giuse và toàn thể các thánh đang sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người vui, người và trong, người và mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Chúa đưa chúng con xa Chúa con đưa. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dày, xin hãy thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp. Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi điên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trên ai của Chúa Giêsu Kitô, đồng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin hãy thương ban cho Hội Thánh được bình an, được hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây là chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Công Đoàn, chúng con vừa được mừng vui cử hành lễ sinh nhật đấng cư đồ trần gian. Xin cho chúng con biết đến cả cuộc đời hiện tại, làm chứng rằng người đã đến, hầu mai sau được cùng người chung hưởng phúc vinh quang, để hằng sống và hiên chi muôn đời. Trong đêm mừng đại lễ Chúa Giáng sinh hôm nay, niềm vui của chúng ta rất là thánh thiện. Chúng ta cũng với một tràng hót tay để chúc mừng nhau. Đối với các con thiếu nhi thì chúng ta cũng sẽ có được phần quà mừng lễ Giáng sinh cũng như là mừng lễ đại năm thánh Hồng Ân 60 năm của giáo xứ. Cha xứ báo là cha xứ sẽ cho các con một phần quà, nhưng phải đợi tới tuần sau nữa, bởi vì chủ nhật tuần này thì chúng ta mừng đại lễ, cho nên thánh lễ buổi chiều, thánh lễ 7 giờ sáng của chúng ta không có, và thánh lễ thiếu nhi thì buổi chiều thứ bảy tới này có bạn đi được, có bạn lại không đi được, cho nên là quyết định sắp xếp lại vào chủ nhật đầu tháng riêng. Chúng ta sẽ nhận mỗi người một phần quà theo lớp của mình, đó cũng là phần quà Giáng sinh mà cha xứ cho chúng ta các bạn thiếu nhi, cũng như là phần quà đấy là phần mừng lễ kỷ niệm Ngọc Khánh giáo xứ. Chúng ta cũng với một tràng hót tay nữa để cảm ơn cha xứ. Rồi cầu chúc cho quý ông bà và anh chị em, các con thiếu nhi một mùa Giáng sinh tràn đầy ơn Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta cúi đầu để nhận lãnh phép lòng trọng thể. Lạy Thiên Chúa vô cùng thiện hảo, đã nhờ con của Ngài nhập thể mà xua tan bóng đêm trần gian, và nhờ con của Ngài Giáng sinh vinh hiển mà sáng soi đêm cực thánh này. Xin Ngài xóa tan bóng đêm tật xấu nơi anh chị em, và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức của Ngài. Thiên Chúa đã muốn nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trọng đại con Ngài Giáng sinh, đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài tràn đổ niềm vui tâm vào tâm hồn anh chị em, và làm cho anh chị em thành những chứng nhân loan báo tin mừng. Thiên Chúa đã dùng việc nhập thể của con Ngài mà nối kết đất trời. Xin Ngài ban cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài. Xin Ngài làm cho anh chị em được dự phần với hội thánh trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Xin cộng đoàn mở sách hết trang 207.